nhầm. Một chị một mình chắc hai viên nhau nổi. Làm sao cuối tuần này đi hẹn hò đây? Trời cao lắm không có nghe đâu, chỉ có fan nghe thôi. Chuyện gì khó, có fan lo. Nhìn từ mặt Skype của fan đi. Trời ơi, mỗi ngày rửa mặt 2 lần với Skyteam, sáng và tối, ánh mai dầu thừa, mụn không còn đất để sinh sôi, da trắng mịn khỏi chê. Sữa rửa mặt Skyteam mua 1 tặng 10, áp dụng từ ngày 20 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5. Các bạn nhớ đặt đồng hồ báo thức để cùng Phương Hằng sang xem khủng nha. Sữa rửa mặt Skyteam mua đâu? Ngâm trại làm đẹp chứ đâu.